Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Canh Tý, Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố cùng Chư Tăng Tỳ Kheo đã có mặt tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ để làm lễ kiết giới tác pháp an cư kiết hạ. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Chư Tôn Đức Phật giáo thành phố đã thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Sau nghi thức niêm hương đảnh lễ Đức Phật, lễ kiết giới, tác pháp an cư cho Chư Tăng Ni dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ. Dịp này, Phân Ban Ni giới thành phố Cần Thơ cũng cử đại diện Chư Ni đến thỉnh giáo giới từ Đại Tăng để về trú xứ Ni chùa Phước Long làm lễ an cư kiết hạ. Năm nay, trường hạ Phật giáo thành phố Cần Thơ có 2 điểm, trường hạ Tăng, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, trường hạ Ni, chùa Phước Long, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Được biết, vào các ngày mùng 1 và 15 hàng tháng, Chư Tôn Đức tại các trú xứ an cư kiết hạ đều phải tập trung về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam để làm lễ Bố Tát, quá đường trong 3 tháng an cư kiết hạ. Ban trị sự Phật giáo thành phố cũng yêu cầu các Chư Tôn Đức trong thời gian an cư kiết hạ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.